Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là các em đã hoàn thành xong toàn bộ phần kiến thức và bài tập trong bài số 10, Unit 10. Hôm nay các em sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức mà các em đã học thông qua phần Looking Back and Project. Và đối với phần Looking Back and Project ngày hôm nay, các em sẽ được ôn tập lại toàn bộ các từ vựng liên quan đến các ngôi nhà, các kiểu căn nhà và những đồ vật, thiết bị, dụng cụ trong gia đình mà chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ có thể thấy ở trong tương lai. Và bên cạnh đó, đối với phần grammar, phần ngữ pháp, các em sẽ được ôn tập về mẫu ngữ pháp liên quan đến hai động từ, đó là động từ will và động từ might, diễn tả về khả năng gì đó ở trong tương lai, khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books, để ôn tập về phần kiến thức, những kiến thức mà chúng ta đã được học ở trong bài số 10 nhé. Now, let's start with Activity 1 in Looking Back. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên trong phần ôn tập Looking Back. Vocabulary 1. Using the words in the box, write the correct word under each picture. Đối với hoạt động đầu tiên này, các em sẽ sử dụng những từ được cho trong khung và sau đó các em sẽ viết những từ này vào những từ này sao cho đúng vào vị trí ở bên dưới các bức hình. Ví dụ như ở hình ảnh đầu tiên ta thấy đây là hình ảnh người máy. Ta có từ người máy là robot. Vì vậy chúng ta sẽ kéo từ robot vào vị trí hình A, picture A. Và picture B, hình ảnh B thì các em sẽ thấy đây là hình ảnh máy rửa chén tự động đúng không nào? Ta có máy rửa chén tự động sẽ là automatic dishwasher. Vậy chúng ta sẽ điền vào đây automatic dishwasher. Tương tự như vậy, các em sẽ xem thử những hình ảnh còn lại liên quan đến những từ gì và các em sẽ kéo các từ vào vị trí phù hợp. Sau khi đã điền xong vào vị trí, các em sẽ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. Think about what the appliances will do in the future. Đối với hoạt động số 2, các em sẽ nghĩ xem thử, nghĩ về những cái điều mà thiết bị đồ dùng trong nhà em có thể làm trong tương lai. Ví dụ như robot, người máy thì có thể clean our houses, dọn nhà của chúng ta, wash our clothes, giặt áo quần của chúng ta. Hay như vị trí số 2 ta có automatic washing machine, máy giặt tự động. Vậy thì đối với máy giặt tự động, chúng ta có thể thấy là trong tương lai nó có thể giặt áo quần, wash the clothes and dry them, và làm khô chúng, sấy khô chúng. Các em sẽ điền vào vị trí này. Tương tự như vậy, các em cũng xem những cái đồ dùng còn lại có những tác dụng gì trong tương lai và điền vào các vị trí trống còn lại. Sau khi đã hoàn thành xong câu trả lời của mình, các em có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho câu trả lời của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, activity 3. Grammar. 3 complete sentences with will or won't. Ở hoạt động số 3, các em sẽ hoàn thành các câu được cho với will hoặc là won't. Ví dụ như câu đầu tiên ta có It's Sunday tomorrow, so I have to get up early. Ngày mai sẽ là ngày chủ nhật, vì vậy tôi sẽ không phải dậy thật sớm đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ điền vào đây là I won't. Tôi sẽ không phải thức dậy sớm. Hay như câu số 2, When I see Tom tomorrow, khi tôi thấy Tom ngày mai, I invite him to our party. Khi tôi gặp Tom vào ngày mai thì tôi sẽ mời anh ấy đi đến bữa tiệc. Vì vậy chúng ta sẽ điền vào vị trí này là will. Tôi sẽ mời anh ấy đến bữa tiệc. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành những chỗ trống còn lại bằng các từ will hoặc là won't. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, activity 4. 4. Complete the sentences with might or might not. Ở hoạt động số 4, các em sẽ hoàn thành các câu văn được cho với từ might hoặc là might not, mang nghĩa về một cái khả năng có thể ở trong tương lai. Ví dụ như câu đầu tiên ta có I am still not sure where to go for my holiday. Tôi vẫn không chắc chắn được là tôi sẽ đi nghỉ dưỡng ở đâu. I go to Đà Lạt. Tôi có lẽ sẽ đi Đà Lạt. Vậy thì trong vị trí này chúng ta sẽ điền vào I might. Tôi có lẽ, có thể tôi sẽ đi Đà Lạt. Hay như câu số 2 ta có the weather is not very good. Thời tiết không được tốt lắm. It rained this afternoon. Nó có lẽ sẽ mưa vào chiều hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ điền vào vị trí này là it might rain this afternoon. Có lẽ nó sẽ mưa vào chiều ngày hôm nay.
Tương tự như vậy, các em cũng sẽ hoàn thành những chỗ trống còn lại với might và might not. Và tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, activity 5. Communication. 5. Work in pairs, using the information in 2, ask and answer the questions. Ở hoạt động cuối cùng này, các em sẽ làm việc theo cặp. Các em sẽ sử dụng những thông tin mà các em đã thấy ở hoạt động 2 để hỏi và trả lời các câu hỏi, ví dụ như Will robots clean our house in the future? Liệu rằng robot sẽ lau dọn nhà cho chúng ta trong tương lai đúng không? Yes, they will. Đúng, đúng vậy. Tương tự như vậy, các em sẽ trả lời cho những câu hỏi ở bên dưới. Và sau khi trả lời xong câu hỏi, các em sẽ bấm nút mũi tên để chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện về phần project. Project. Ở phần project này thì các em sẽ bắt đầu với hoạt động 1A. Ở hoạt động 1A, các em sẽ nghĩ về thiết bị đồ dùng mà em muốn có ở trong tương lai. Và sau đó các em sẽ làm một tấm poster về những cái thiết bị trong tương lai của em bằng cách vẽ vào vị trí bên dưới. Và ở hoạt động 1B, các em sẽ viết mô tả chi tiết về những cái thiết bị mà em đã vẽ ở trong cái tấm poster. Sau đó các em sẽ chia sẻ hình ảnh tấm poster mình cho cả lớp cùng xem. Đối với phần bài làm này, các em cũng có thể sử dụng nút show answers ở bên dưới để tham khảo bài viết liên quan đến các thiết bị đồ dùng nhé. Well then, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà chúng ta đã thực hành trong bài ngày hôm nay, và cũng đừng quên chuẩn bị cho phần bài học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.